Thưa quý vị, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân là một trong những nội dung được cấp ủy chính quyền huyện Hòa Vang quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai công tác dân vận chính quyền, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đầu tư hơn 7 tỷ đồng trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa liên thông của huyện. Các thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai đầy đủ theo quy định, thường xuyên rà soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Huyện chủ động xây dựng thực hiện các quy trình phối hợp liên thông, liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua đó đã tạo sự thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đã khắc phục được cái tình trạng là yêu cầu công dân phải bổ sung các thủ tục hồ sơ, tránh gây phiền hà cho công dân. Thì từ đó thì tất cả các thủ tục được giải quyết một cách kịp thời, đem lại cái thuận lợi cho người dân một cách tốt nhất trong cái vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính tại huyện Hòa Vang. Từ đầu năm đến nay, huyện đã rà soát và phân cấp trong giải quyết 27 thủ tục hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm ứng dụng công nghệ thông tin nông thôn mới kiểu mẫu tại 12 thôn trên 113 thôn thuộc 6 xã trên địa bàn huyện. Trong tổng số hơn 4.750 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trong 11 tháng qua, đã có hơn 2.400 hồ sơ được thực hiện theo hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ hơn 50%. Người dân đấy liền tốt, được hướng dẫn tận tình và được hướng dẫn để sử dụng các cái máy móc cũng như là hướng dẫn sử dụng các quy trình thực hiện cái trên máy tính để mà ứng dụng cấp độ 3. Như vậy thì nhờ đó thì cái thủ tục người dân được tiếp nhận một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Và đặc biệt thì đối với các xã thì trong cái nội dung này cũng được các xã quan tâm. Ví dụ như Hòa Phước, Hòa Nhân, Hòa Khương, Hòa Ác, Văn Văn thì cũng đã có cái phối hợp với lại đoàn thanh niên là có trực tiếp hướng dẫn cho người dân cái vấn đề này, cho nên là cái hiệu quả mà để người dân thực hiện cái giao dịch trong cái ứng dụng nộp hồ sơ cấp độ 3 bóng thì rất thuận lợi hơn. Đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phước thực hiện mô hình 2 tại chỗ, giao dịch hồ sơ tại chỗ và trả kết quả tại chỗ. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khương, Hòa Ninh huy động lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện giao dịch trực tuyến các thủ tục hành chính. Ngoài quan tâm cải cách hành chính, các xã còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng. Tại xã Hòa Phong, cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo theo phương châm hướng về cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Từ đó đã khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện chủ trương giải tỏa đền bù các dự án triển khai trên địa bàn. Hiện nay thì trên địa bàn xã là có khoảng 10 công trình. Trong đó có thành phố cũng có, rồi có huyện cũng có. Thì đặc biệt đó là công trình trọng điểm, đó là công trình đường Đai Phía Tây, khu tái định cư phục vụ cho đường Đai Phía Tây tại xã Hòa Phong. Và người dân cũng đồng tình đó, cái chủ trương của thành phố trong cái việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tăng cường các cuộc thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Ủy ban Nhân dân cấp xã. Qua đó kịp thời chấn chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cùng với cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng, nhà nước với nhân dân.